Tuyền xin thân mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay Tuyền sẽ chia sẻ đến quý vị cái một cái rượu này đặc biệt để dành cho nấu ăn. Mà hơn 10 năm nay rồi, trong nhà Tuyền lúc nào cũng có một cái hũ rượu này hết quý vị. Đây là rượu Mai Quế Lộ mà Tuyền tự làm để mà mình để dành trong nhà đó. Khi mà mình làm vịt quay nè, heo quay nè, hay là xáo xíu, rồi những cái món ăn mà có hương vị giống như là gà khìa hay là vịt khìa gì đó thì mình đều sử dụng rượu Mai Quế Lộ ốp vào rất là ngon. Hay là mình ốp barbecue á, mình cho một tí rượu Mai Quế Lộ vào cũng ngon đó quý vị. Thì cái hũ rượu này của Tiền nè, Tiền ngâm cũng lâu rồi. Mình cứ để như vậy, mình xài ngày qua ngày luôn. Khi nào mà mình xài hết cái rượu này rồi đó thì mình mua cái chai vodka đó. Đó, một cái chai rượu trắng vodka. Sau đó rồi mình cho vào trong cái hũ này tiếp tục mình xài nữa. Tại vì cái rượu này mình xài triền miên luôn đó quý vị, năm này qua năm nọ năm kia luôn á. Thì hôm rồi đó Tiền có mua hai cái chai rượu vodka. Thì một chai này là 1 lít. Đó. Rồi bây giờ Tiền lấy cái rượu á, Tiền đổ vô trong cái này rồi. Thì bây giờ Tiền sẽ tí nữa Tiền sẽ lấy cái chai này và Tiền cho hết tất cả những cái gia vị này vào trong cái chai. Ở trước mặt của Tiền đây á, Tiền có là 5 vị. Đây là đinh hương nè, cánh hồi, ngũ quả và quế. Và đây là những cái hạt này khi mà Tiền mua đó thì họ nói là cái này á, cái tiếng Việt Nam á thì Tiền không biết là tên gì, nhưng mà đây là Comensat, zat là hạt đó. Thì trong đây nè quý vị, nó có một cái hộp như vậy. Mà cái này đó khi mà mình nấu phở đó mình cho vào cũng rất là thơm luôn. Đó, cái hạt giống như là nhỏ 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 giống như là hạt chấu rồi đó. Đó, thì tổng cộng hết ở trên cái đĩa này của Tuyền á là 65 gram. Bây giờ quý vị, bây giờ mình cho là 100 gram cũng được nữa, hoặc là 65 gram cũng được. Bây giờ Tiền lấy chỉ 65 gram thôi. Đây là đinh hương một ít, và cánh hồi ở đây thì Tiền có khoảng 8 đến 9 cái cánh hồi. Rồi ngũ quả thì Tiền có 7 ngũ quả nè. Và quế thì Tiền cũng có khoảng 6-7 thanh quế. Rồi bây giờ Tiền sẽ cho lên chảo Tiền rang nha. Đó, cái chảo của Tiền cũng đã nóng rồi nè, Tiền cho hết vào chảo Tiền rang lên. Mình rang cho nó nóng lên thôi để cho có mùi thơm thôi quý vị. Khi mà mình rang xong đó thì quý vị lấy cái chài đâm tiêu á, mình giả cái này nè cho nó bể, nó dập ra cái thôi để cho nó cá ra mùi thơm hơn. Còn quế này á, tí xíu nữa Tiền cũng bẻ ra để Tiền cho vào cái chai rượu kia. Đó, khi mà cái chảo nóng rồi đó mình chỉ lắc như vậy thôi. Mình chỉ cầm lắc lắc này nè. Thì mình rang khoảng 6 phút thôi. 6 phút là Tiền thấy được rồi. Tại vì nó có cái hơi nóng lên để cho cái rượu Mai Quế Lộ mình ngâm mất nó thơm hơn. Tiền rất là thích cái rượu Mai Quế Lộ này. Thành ra là hơn 10 năm nay rồi, lúc nào trong nhà Tiền cũng có một hũ rượu Mai Quế Lộ. Tiện lắm quý vị ơi, khi mà trong nhà mình có một cái hũ rượu đó, lúc nào mình thích mà mình làm thịt heo quay á, mình lấy ra mình làm cũng được nè. Rồi vịt quay, rồi barbecue, hay làm xá xíu, rồi cánh gà nè, mình ướp lên, cho tí rượu Mai Quế Lộ vào cũng thơm đó quý vị. Bởi vì cái rượu Mai Quế Lộ nè, dễ xài lắm, Tiền rất là thích. Đó, bây giờ Tiền trộn nó lên. Tiền xin nhắc lại một lần nữa quý vị nhé. Khi mà mình rang xong rồi đó, nóng đủ độ rồi đó, thì mình đập cái này cho nó nát ra tí xíu, nó dập ra. Thì bây giờ Tiền thấy những cái hạt này cũng nóng nóng rồi nè. Chứ thì mình cho cái chảo nóng trước đi, rồi sau đó bắt đầu mình cho vào nó nhanh hơn. Bây giờ Tiền thấy là mùi thơm thơm lắm rồi đó. Đó, bây giờ Tiền mới vừa giả một cái ham, giả 7 cái hạt này nó hơi nứt ra này nè. Đó, Tiền giả cái hạt này hơi nứt rồi quý vị. Rồi bây giờ á, mà mình bật lửa thật là nhỏ nha, mình chỉ lấy cái hơi nóng thôi nha quý vị nha. Rồi bây giờ Tiền tắt lửa nè. 5 phút thôi, Tiền xin nhắc lại một lần nữa, 5 phút thôi là đủ rồi. Rồi bây giờ á, Tiền sẽ chịu khó đó. Tại vì Tiền có cái hũ, nhưng mà Tiền muốn mình cho vào cái chai này nè, khi mình chế ra nó tiện hơn. Nhưng mà không biết là cho vào cái chai này nó cực không, bây giờ Tiền thử nha. Chứ Tiền thì cho cái hạt này vô trước. À, cái hạt nhỏ này thì nó lọt vô. Quý vị ơi, khi mà còn những cái hạt nhỏ nhỏ này nè, cái mình từ trong cái chảo á, thì mình cho vào cái miệng chai này nó rất là khó. Thành ra là Tiền lấy cái phiểu, lấy cái quặng đó, Tiền cho vào, sau đó mình lấy cái tay nè, mình thọt thọt này nè, là bắt đầu những cái hạt này nó rớt xuống. Tại vì Tiền muốn ngâm cái rượu Mai Quế Lộ vào trong cái chai này, thành ra là nó hơi cực tí xíu.
những cái cánh hồi như là quế á, thì mình bẻ ra được. Nhưng mà cái ngũ quả này nè, những cái trái mà nhỏ đó thì quý vị cho vào chai được. Nhưng mà những cái hạt lớn quá đó thì mình cắt nó ra, mình lấy cây kéo á, mình cắt làm hai hoặc làm ba miếng sau vừa cái miệng của cái chai rượu này. Sau đó rồi mình cho vào trong chai. Thì bây giờ Tiền đã có những cái gia vị nằm ở trong cái chai này rồi. Bây giờ Tiền sẽ cho rượu vào. Đó, mình lắc cho nó đều lên. Tiền lắc Tiền trộn cho nó đều lên. Tiền sẽ cho một lít rượu vào. Mình cái này là một lít nè, mà chai này cũng một lít nữa. Bây giờ mình cho vào, khi nào mình thấy nó hơi đầy thì được rồi. Khi mà rượu này mình ngâm được khoảng một tuần lễ, hai tuần rồi, quý vị thấy cái màu đẹp lắm. Rồi sau đó quý vị mở lên cái nắp chai ra đó, ngửi thơm lắm quý vị ơi. Rồi khi mà mình ngâm rồi đó, mà những cái gia vị trong này còn là mà rượu hết á, mình cứ châm rượu vào. Còn nếu mà khi nào quý vị thấy cái màu nhạt quá đó, thì mình cứ cho thêm cánh hồi, quế hay là đinh hương vào thêm nữa. Cứ châm vào vậy đó quý vị. Tại vì có những cái gia vị trong này á, thành ra là một lít dư ra tí xíu. Tiền đã có một cái chai rượu mai quế lộ mà Tiền ngâm bằng cái vodka. Cái vodka này của Tiền là 37,5 độ. Đúng ra là 40 độ cũng được. Càng mạnh càng tốt quý vị. Bây giờ đó Tiền sẽ đẩy nắp lại. Đó. Khi mình đẩy nắp lại á, từ từ những cái này nè, nó sẽ chìm xuống. Và nó sẽ cho mình một cái màu thật là đẹp. Và một cái mùi thơm thật là nực nồng luôn. Ở đây nè quý vị thấy nè, một cái bình rượu mai quế lộ này của Tiền, một cái màu thật là đẹp luôn. Lúc nào trong nhà Tiền cũng có cái này nè, không có là Tiền chịu không có được đâu. Tiền mở cái nắp ra mà thơm quá trời thơm luôn quý vị ơi. Chai rượu này nè, Tuyền làm được khoảng 4 tiếng rồi quý vị. Mới có 4 tiếng thôi mà quý vị thấy là cái màu rượu á, thật là đẹp luôn nè. Đây là cái rượu mai quế lộ. Cái cách chia sẻ này là cách riêng của Tuyền. Thành ra là nếu quý vị thích á, làm theo cái công thức này của Tuyền thử thì xem sao. Tại vì hơn 10 năm nay lúc nào trong nhà Tuyền, trong nhà mình luôn luôn có một cái chai, một cái bình rượu á, rượu mai quế lộ như vậy nè. Quý vị biết không, khi một tuần lễ sau đó thì cái chai rượu này nè, nó sẽ cho cái màu thật là đẹp luôn. Sáng giờ Tiền làm mới có 4 tiếng thôi mà chai rượu bây giờ màu bắt đầu là đẹp rồi nè. Rồi Tiền xin hân mến chào toàn thể quý vị nhé. Tiền cảm ơn quý vị đã xem clip của Tiền cũng như là ủng hộ kênh YouTube của Tiền, kênh YouTube của bé Linh Mai Lê và anh Lê Bảo Cuộc Sống Miền Tây của Tiền. Gia đình nhỏ của Tiền xin cảm ơn quý vị thật nhiều và chúc quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe quý vị nhé. Hiện tại bên ngoài á, là thời tiết bắt đầu vào xuân rồi quý vị. Ở Hà Lan là thời tiết vào xuân rồi. Thành ra là bầu trời á, cũng đẹp hơn là tháng 12 đến tháng 2. Bây giờ là tháng 3 thì bầu trời lại đẹp hơn. Cũng thỉnh thoảng là thời tiết âm u. Nhưng mà Tuyền thấy là hoa lá bắt đầu là đâm chồi rồi nở lên. Thì mình thấy là thời tiết nó đẹp hơn quý vị. Đó, quý vị thấy những cái bông hoa lan ở trước cửa nhà của Tuyền nè. Đẹp lắm, nhiều dễ sợ luôn á. Tiền không có chăm sóc gì nhiều đâu quý vị. Nhưng mà lúc nào là quanh năm luôn. Hoa lan nhà Tiền là cho ra hoa quanh năm luôn á. Wow, quý vị thấy đẹp chứ sợ không. Tiền trồng ở đây nè. Đó. Cái cây màu trắng này của Tiền hôm trước là cũng làm cái cây hoa lan màu trắng này nè. Hôm trước nở hoa rồi tàn rồi. Bây giờ lại có hoa tiếp nè. Dễ thương dễ sợ luôn á. Đó, bên ngoài sân nè. Hiện tại thì 2:30 trưa. Nhưng mà đường phố vắng vẻ,
đường phố vắng lắm quý vị. Đó, phòng khách nhà Tuyền nhìn ra trước là đường lộ xe nè. Hiện tại là 2 giờ rưỡi chiều, 2 rưỡi chiều đó. Bầu trời nhìn đẹp. Những cái cây mà ở trước cửa nhà của Tuyền bây giờ Tuyền cũng thấy là ra lá non rồi đó. Đó, cái lá đỏ 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 lá non này. Tôi muốn khoe cho quý vị xem nè, bây giờ mùa xuân rồi thì hoa mai á, bắt đầu nở nè quý vị. Ở trước nhà của Tuyền á, cây hoa mai nhỏ như vậy nè mà nụ ơi là nụ luôn, tại vì năm nào á Tuyền cũng cắt cái cành bớt đi, tại vì Tuyền không muốn cái cây hoa mai này nó to lắm, nó vừa vừa vậy thôi, nhìn nó dễ thương. À, hồi Tết Việt Nam á là cái cây hoa mai nó nở hoa trong nhà Tuyền á, tại vì mình cắt vào mình để trong nhà đó, thành ra là cái nhiệt độ ấm ở trong nhà mình á, hoa mai nở. Chứ nếu mà đúng vào cái ngày nở á, là bây giờ nè là mùa xuân nè quý vị. Đó, trên cành còn nhiều nụ lắm. Tuyền cũng trồng vài cái bụi hoa trước cửa nè. Nè, đây cũng có hoa nở nữa nè. Đó, mai mốt đến mùa hè đó hoa nở nhiều hơn nữa quý vị. Cái hoa mai nhỏ nhỏ mà mình dễ thương lắm nè.